Trường hợp của bé 4 tuổi té ngã và bị chảy máu ngoài, các cô sẽ xử lý vết thương cho bé. Sau đó chúng ta nhanh chóng ép trực tiếp lên vết thương đang chảy máu. Nếu có điều kiện thì đặt vết thương lên một miếng gạc hoặc vải sạch trước khi ép trực tiếp. Sau đó chúng ta sẽ trấn an bé vỗ về vì bé còn nhỏ, đột ngột té ngã như vậy sẽ rất là đau và sợ. Tiếp theo, đặt bé ở tư thế thoải mái, nâng cao vùng cánh tay bị tổn thương để giảm áp lực máu chảy đến vùng cánh tay, và dùng băng cuộn hoặc dây vải băng ép miếng gạc hoặc miếng vải vào vết thương. Khi chúng ta băng vết thương thì chúng ta nhớ là chúng ta băng vừa phải, không băng quá chặt cũng không băng quá lỏng, và phải che được vết thương bị hở. Chúng ta băng cho đến khi nào cảm thấy là vết thương của bé đã được tạm cầm máu lại và kết thúc vết thương là không bị hở nữa. Sau đó cố định. Sau đó chúng ta sẽ cố định cuộn băng lại để cho cuộn băng nó được giữ chặt vết thương và làm sạch vết thương. Rồi. Vì bé còn nhỏ nên chúng ta cần phải vỗ về và trấn an bé, và sau đó đưa bé đến trạm y tế gần nhất để rửa vết thương nếu vết thương có trường hợp bị nặng hơn. Tiếp theo là video về trường hợp bé bị gãy tay, gãy xương cánh tay.